Mời em ngồi. Nha, yeah, wow. Đẹp không, đẹp không? Em đến một cái nơi rất là sang trọng. Chúng ta đang có mặt tại một trong những nhà hàng nằm tại vị trí rất đắc địa tại trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Nhà hàng này có rất nhiều món ngon đặc biệt về ẩm thực Nhật Bản. Em muốn ăn phở. Sao? Tự nhiên đi nhà hàng Nhật sao mà đi ăn phở? Ủa đâu ai cấm đâu. Đây là phở rất là đặc biệt luôn đó. Phở đặc biệt lắm rồi nha. Ok. Em nhắm mắt lại đi. Món này nó đặc biệt dữ lắm. Vậy hả? Nhắm mắt lại. Sao mà đặc biệt dữ vậy? Cũng là nhắm phở lại, bình thường thôi. Ừ. Nhắm mắt đó. Rồi cho thêm phần phở đặc biệt nè. Được chưa? Rồi, 3, 2, 1, xin mời. Hello Jen, hello Jen. Anh phở. Đặc biệt. Chính xác chưa? Ủa, trời ơi. Em gặp ảnh hồi đó em gặp thường xuyên lắm. Đúng đúng. Trên mạng. À đúng rồi, đúng rồi. Phở đặc biệt là một trong những diễn viên mà đi đầu xu hướng về web drama, về rất là nhiều hình ảnh trên mạng xã hội. Rồi. Thì phở đặc biệt ngày hôm nay đã chuyển hướng qua kinh doanh. Đón chào quý vị đang đến với chương trình Quán ăn hạnh phúc được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và rất cảm ơn trang thông tin điện tử showbiz.vn đã bảo trợ truyền thông cho chương trình. Khách mời đặc biệt ngày hôm nay không ai khác chính là Phở Đặc Biệt. Xin chào khán giả. Mình tên là Phở Đặc Biệt và mình cũng là CEO của chuỗi nhà hàng Nuri Modern Izakaya. Wow. Jen Lulu là người em của anh, cũng là chuyên gia phê bình ẩm thực thì rất là thích tìm tòi về những món ăn trong nước và ngoài nước nữa. Em có thực đơn không cho anh mượn anh? Yeah. Bên em là Nuri Modern Izakaya. Là có nghĩa là gì? Dạ, nori ở đây trên nhà hàng em là cái là rong biển. Nori là rong biển. Còn modern giống như là sành hiện đại, đều đều một tí. Còn izakaya là để lai kiểu Nhật, nhâm nhi lai kiểu Nhật. Nhâm nhi hay quá. Thì hôm nay á là phở sẽ có chiêu đãi á anh em. Món đầu tiên mình sẽ là cơm cháy pate. Wow. Yeah. Rất là đẹp mắt. Được trình bày rất là chỉnh chu. Đây là món cơm cháy ba tê. Cơm cháy ba tê. Dạ. Tên nghe thì đơn giản nhưng mà rõ ràng khi ra được thành phẩm chúng ta thấy đầu tiên là đẹp mắt nè. Thứ hai nữa là cái thành phần xung quanh nó không chỉ là riêng cơm cháy và ba tê mà tôi thấy là có thêm hành nè, điểm xuyến luôn, meatball nữa. Meatball là thịt viên. Thịt viên. Thịt viên là thịt bò hay thịt heo? Thịt bò. Hay quá. Với món này là mình có phải finger food trong em hay là mình dùng đũa? Cái này finger food luôn, ăn cho nó đã. Ok, vậy mà tự nhiên nha. Mời phở. Em mời anh chứ. Mời chị luôn luôn. Mời quý vị khán giả. Này hả? Mình chơi một nhát một nè. Ôi. Mời G. Yeah. Nó thịt viên á, cứ cắn vào á, mình không có bị cái cảm giác là bị tràn á. Dạ. Nó rất là gọn, rất là vừa luôn. Em đổ mồ hôi luôn. Tôi đâu mà sợ. Sao em hiểu cái cảm giác đó. Yeah, ai làm dịch vụ cũng sẽ như vậy. Đúng rồi. Không, thực ra ban đầu nghe cái tên cơm cháy ba tê xong em cũng hơi kiểu ủa tại sao nhà hàng Nhật nhưng mà lại có cái món đó. Yeah. Nhưng mà lúc mà mang ra cái phần nhìn á thì sẽ theo kiểu rằng là trước tiên là sẽ thấy là gọn nè, nhìn phong cách Nhật nè. Ăn thì hương vị nó là lạ. Nó có cái độ béo, độ mướt của cái phần ba tê gan gà đúng không anh? Cái phần meatball á thì em thấy là về hương vị thì em thấy nó lạ. Nhưng mà về sự mà để cái tầng hương á thì cái phần pate này nó đang hơi nhỉnh hơn so với lại cái meatball thì khi mà ăn cùng với nhau á cái meatball này nó hơi uổng một xíu là nó chưa có cái mùi vị được dậy lên. Dạ đúng rồi, nó đang bị là nhân vật phụ. Nhưng mà cái pate gan gà thì rất là ngon. Dạ cảm ơn em. Nhưng mà cái cơm cháy này nè nó khác hẳn với cơm cháy bình thường anh ăn ở trong bịch với gà bông á. Nhìn cái kết cấu của cơm cháy này nó chỉ như kiểu gạo bỗng á. Đúng không? Chứ nó không phải là cái dạng mà cơm cháy mà bình thường mình hay ăn thông thường. Với lại là do là thành phần nguyên liệu ở bên trên để phần hành nhiều á
cho nên là nó sẽ có cái độ cân lại, tại vì cái pate nó sẽ béo. Đúng rồi, thì béo. Cái phần hành nó sẽ làm cho cái vị nó cân bằng lại, ăn nó không có bị ngấy quá nhiều. Ngon em. Cảm ơn. Nhưng mà cho em hỏi một xíu, em là cái phần đỏ trên này là bột ớt. Yes, đó là bột ớt. Em muốn nhiều hơn hả? Không phải, nhưng mà em chưa thấy cái độ thơm nồng. Tại vì bột ớt Nhật á nó không có cay giống như bột ớt Việt Nam. Cái này thật ra em nghĩ là nó đang đẹp. Thiếu màu. Em thấy màu đỏ vô. Trang điểm thôi đúng không nhỉ? Em sẽ gợi ý một cái nồng nàn và rất là vừa vặn, đó là tiêu hồng. Tiêu hồng. Cái tiêu hồng khi mà cho lên cùng với pate á, ăn rất là hợp vị. Và nó sẽ dung hòa cái hương vị lại, chứ nó sẽ không có bị kiểu bị lấn át. Còn khi mà ví dụ như với một cái đứa tò mò như em á, thì khi mà đặt màu đỏ lên thì phải có dụng ý. Nếu như không trang trí thì phải có mùi vị. Nhưng mà mùi vị đây chưa đủ thì cái tiêu hồng nó sẽ làm cho cái món này lạ hơn. Và người nước ngoài ăn được, người Việt Nam cũng ăn được. Tại vì nó rất là thơm và nó không có làm bị lấn át đi cái hương vị khác. Và nó không bị khó chịu. Hợp lý quá, món này ngon. Bây giờ mình lên món tiếp theo, em chọn món gì? À không, trước khi mình lên món thì đây. Đây là rượu mơ do nhà hàng em làm luôn. Mơ. Thương hiệu của Nori luôn. Là mình sẽ đổ vào đây. Yes. Wow. Như vậy phải qua cái bình này nữa hả? Dạ. Cái này mình sẽ chill cho nó lạnh. Là uống rượu mơ nó lạnh lạnh cho nó đã. Để chứa đá. Hay quá, xuất sắc, bài bản thật ấy. Đúng là Nori mang âm hưởng của Izakaya ha. Rồi. Để phải lai ra nhâm nhi. À giống như uống cà phê phin vậy đó hả? Nhỏ từng giọt giọt hay sao? Không, nó như vậy nè. Đó, rồi mình sẽ phin lên như vậy. Dưới quê em đâu có mấy cái này đâu quý vị. Dạ. Lên thành phố này mới thấy mình. Đây cũng là lần đầu tiên em uống mơ như thế này. Tại bình thường là rót trực tiếp ra thôi. Xuất sắc em ơi, chứ uống này là tối mơ đẹp lắm luôn á. Không, hôm nay thì em được ngồi ăn với anh phở là em đã thấy đẹp rồi. Chúc sức khỏe. Đã. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn Nori, cảm ơn phở. Mời quý vị khán giả. Rồi. Anh có chạy xe không? Trời ơi, ngon quá em ơi. Em thấy sao em không? Nó chát 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 nha. Đúng không? Nó dịu dịu, nó êm êm nha. Thật sự là cái hương thơm của trái cây của mơ á, nó khiến anh cảm thấy là chìm đắm trong một giấc mộng á. Dạ, đây là mơ apricot bên Canada. À vậy hả? Dạ. Mơ Canada apricot, hay quá. Bây giờ mình lên món đi em, anh bắt đầu thấy đói đói nữa rồi đó. Tiếp theo mình sẽ là, chắc là tại vì cái món này á là đầu bếp em là nó sẽ là những loại cá ngon trong ngày, thì em mời đầu bếp em ra để họ giới thiệu luôn. Vậy còn em là cá này có cái gì? Từ từ, anh không biết tiếng Nhật, em hả? Mi tu nhưng mà không được nhật. Dạ, và bây giờ chúng ta lên món tiếp theo. Head chef của Nori, Naoki Saito. Mr. Saito, good evening. Naoki. Naoki. Head chef mà sẽ. Yeah. Yeah, this. Đây là món cá tươi trong ngày. Naoki, please explain for us. これは sashimi の盛り合わせでございます。こちらのお刺身は、日本からのお魚とベトナムからのお魚を混ぜて。はい。これはボーワギュー。はい。với phần bò wagyu này là được chế biến như thế nào ạ? How can you do it? こちらはですね、うちにはチャコールの炭で一度焼いておりまして、それを A5 ランクのお肉で作っております。Hey. Ông nói ông làm mệt lắm. Dạ, dạ, em. Rồi, rất là thơm ạ, rất là thơm ha. Dạ, cảm ơn ông rất là nhiều ạ. Thank you, chef. ありがとうございます。Từ màu trắng qua màu đỏ. Màu trắng, mình ăn cái cá màu trắng trước. Dạ. Tại sao phải ăn màu trắng trước? Thường mà cá mà nhạt màu á thì cái vị nó sẽ thanh nhạt hơn so với lại những cái loại đậm màu. À vậy hả? Đúng. Ôi, cá tươi mà nó giòn, nó dai dai, đã.
nó không có mềm, nó không có bở, mà nó cứ dai dai chọ chạm vô đầu lưỡi nó mát rượi rượi à. Tiếp thôi. Tiếp. Tiếp. Đây. Anh qua anh còn sao điệp. Trời sao bự dữ vậy? Trời bự hơn ngón chân cái anh luôn á nha. Thử anh đang dùng thử. Ủa có hai miếng à? Anh dùng nha. Ấy anh dùng đi chứ trời. Wow. Hôm nay đi ăn ngon quá. Hết trời. Quá. Anh cứ gặp em là ăn ngon hết luôn. Mấy kỳ. Đó. Cho nhiều wasabi vô nó nồng nàn nó đã ghê. Cái này chắc chắn ai cũng bị khi mà ăn quá nhiều wasabi. Tiếp. Giờ anh dứt con cá chích đi. Dứt. Dứt. Để xem độ giòn cá chích như thế nào nào. Bé Lục. Dạ, mời. Rất là tươi ngon luôn. Mà nãy nghe phở giới thiệu là thực phẩm trong ngày á, là thấy yên tâm hẳn luôn á. Dạ. Ổn ổn anh. Cắn miếng cá vô nó sợt, 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 sợt. Chất lượng đồ ăn của tụi em phải luôn luôn và nó đạt chuẩn. Tươi giống ngon. Dạ. Chính xác, những món này mà không đạt chuẩn dạ, ăn dạ. Là phát hiện ra liền luôn. Là liền luôn anh. Dạ. Phở tự nhiên đi em. Dạ, dạ, dạ. Không, em thích nhìn cái reaction ăn. Sắc luôn á. Cá hồi đúng hồi luôn. Là đàn hồi ấy, em. Cắn vô mà nó bưng 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 á. Tươi vậy đó. Cái này là cá gì em? Cái này là cá ngừ anh. Đây đây đây. Hơi bị đã đó. Cá ngừ mới là chùm dạ. Cuối nè. Hàm lượng chất dinh dưỡng trong cá ngừ rất là cao nè. Dạ đúng rồi anh. Cái này là cá ngừ vây xanh. Em biết luôn hả? Là cá ngừ vây xanh. Vây xanh chứ không phải là cá ngừ tại dương. Thường mình ăn. Dạ dạ chính xác. Cá ngừ thường ăn á nó sẽ có một cái màu đỏ tươi mà bình thường anh hay ăn anh để ý á. Cái này màu nó sẽ sậm một tí. Cá ngừ vây xanh là một trong những giống cá rất là đắt tiền và cá ngừ vây xanh nó rất béo và dinh dưỡng của nó rất nhiều. Okay. Anh ăn thử cái sò đỏ này đi. Sò đỏ hả? Dạ. Nhìn hấp dẫn quá mà tỉa tót rất là đẹp luôn á. À đây đây. Ok ok. Hết quá hôm nay ăn ngon mà còn được thuyết minh cho từng món ăn nữa. Wow. Giòn rụm. Ốc ốc ốc. Nhưng mà ốc. Cái giòn này thì nó không phải là dai giống như mực hay bạch tuộc. Dạ nó giòn. Mà giòn này giòn rất là mềm á, dạ. Giòn tan á. Càng nhai càng ngọt nha. Dạ. Dạ. Thâm hậu thiệt. Ngon. Bây giờ nói thật là nói về độ tươi thì không có gì để chê. Đúng. Cảm ơn mọi người. Trời ơi 10 điểm cộng á Phở ơi. Cảm ơn mọi người. Ngon quá. Rồi bây giờ mình ăn tới bò nè. Đây là cái bò Wagyu bên em. Hảo hạng. Dạ. Là mình sẽ ăn chung với hành phi hả em? Dạ đúng rồi. Cho một ít hành phi, cho một ít wasabi, lên trên. Mình sashimi thì mình chấm cái tương, ăn không cũng được hả? Dạ. Anh đừng chấm cái này chứ. Thử coi. Đúng đặc trưng của bò Wagyu luôn. Lớp mỡ tan, bò mềm, càng nhai càng thơm. Góp ý với anh rằng là bếp quá tâm lý, 10 điểm. Tâm lý như nào? Tại vì cơ bản là bò Wagyu ăn cùng với wasabi thì em đã ăn rất nhiều rồi. Yep. Và rất ít chỗ nào mà khi mà serve bò như thế này và sẽ có một cái hỗn hợp là sẽ có chanh yuzu và cả một tí kiểu như là xí muội vậy. Tức là kiểu tắc muối á. Thì và nó sẽ có cái độ mặn nhẹ. Đây, nghe đây. Anh thử cái này đi. Nó sẽ thơm nhẹ cái trái thanh yên á, trái chanh Nhật á. Thì cái đó là một cái mà thường thì chỉ có nhà hàng Nhật cao cấp mới có thôi. Ồ vậy hả? Đúng dạ, rồi. Thường là omakase. Chứ để mà cái này. Một nhà hàng Nhật thông thường thì sẽ không có. Anh nghĩ tại vì
bò Wagyu nó đã có sẵn mỡ bên trong đó rồi. Nếu mà kết hợp cùng với tỏi và hành phi nó lại tăng thêm cái độ béo và độ ngấy. Mà tại sao không phải là tỏi sống mà lại là tỏi phi? Hả? Dạ, tỏi sống thì qua Hàn Quốc rồi. Dạ. Tỏi kiểu khác rồi. Dạ, kiểu khác rồi. Thói quen của người Nhật. Dạ. Ăn thì họ sẽ để tỏi ăn cùng. Công nhận phở sành ăn ha. Dạ. Phải có kinh nghiệm. Đúng rồi, em cũng thấy phải trải nghiệm mới biết được những cái nhỏ nhặt. Đi ăn cũng nhiều nhưng mà em không có tiền để ăn nhiều thôi. Mình lên món mới đi em hả? Dạ. Hả? Lên món mới ha. Dạ. Đây là heo cuộn lá mè. Heo cuộn lá mè. Còn đây là cái rô, có thể gọi là nó dị dị nhất với cái menu của em, đó là cơm cuộn rô cơm tấm. Gì rô hả? Dạ rô cơm tấm. Rô đâu cái rô hả? Cuộn á. Em thấy kiểu fusion đó nhờ. Trong này hả? Xà bị trưởng luôn. Ồ, wow. Sáng tạo nha. Dạ rồi, mời cả nhà. Wow, nước sốt mà đặc dữ vậy ta. Cắn vô một phát, hương thơm ngào ngạt cũng lan tỏa liền luôn á. Tại vì đây là được kết hợp chung với lá mè là nó đã thơm cái mùi lá bên trong, cái phần nhân bên trong, phần thịt cùng với phần cái gì, cái bột, cái lớp bột áo bên ngoài á, rất là thơm nha. Em ăn món này em liên tưởng cái món tonkatsu á. Cái miếng mà thịt heo chiên giòn mà dẹt dẹt dài á. Giống như đây là một cái phiên bản biến tấu của cái món đó, là sẽ cuộn lại. Anh phải là fan cơm tấm không? Fan luôn, cứng nhắc luôn. Nên cái phần nước mắm anh cũng đang rất là tò mò. Không biết có giống nước mắm của Việt Nam mình pha ra không? Em cũng tò mò lắm, thôi mình ăn đi. Em sẽ thử. Cái này là em muốn mọi người thử xem sao. Là vì em không có sớp cùng nước mắm. Ngày hôm nay chúng ta sử dụng chung với lại nước chấm Nhật Bản. Cái cảm giác khó nói lắm em. Nó cứ lạ lạ quen quen sao á. Là lạ là ăn cùng với gạo nha giấm. Trộn giấm. Gạo trộn giấm khiến cho các cái hạt gạo nó kết dính lại với nhau rồi. Nó mới cuộn được. Đâm ra nó sẽ khác cái cảm giác rời rạc của cơm tấm. Để đảm bảo rằng nó ngon giống y như là nguyên bản của cơm tấm Việt Nam thì chắc chắn không thể. Dạ đúng rồi. Không thể được. Nhưng mà nó khiến cho thứ nhất mình cảm thấy tò mò. Dạ. Sau khi chinh phục được cái khẩu vị này rồi lại khiến cho mình cảm thấy vương vấn. Ây da, mình phải thử thêm cái nữa. Ây da. Ây da, phải thử thêm cái nữa để mình xác nhận lại xem đây là kiểu cơm cuộn Nhật Bản hay là cơm tấm Việt Nam. Rất là hay, sáng tạo. Lên món tiếp theo đi em. Dạ. Izakaya thì không thể nào thiếu được xiên nướng và lương hả nó đấy. Để mình nhâm nhi lai rai với nhau. Đúng rồi. Anh đoán nha, đây có phải là lương không? Dạ đúng rồi. Đây là heo cuộn măng tây. Đây là tim gà, sụn gà, thịt gà. Đậu bắp. Đậu bắp. Dạ. Ôi tim nè, xuất sắc. Có cần ăn với chanh không? Có. Anh không? Chua chua hả? Anh ăn tim hả? Làm gì làm cũng phải có cái đầu lạnh với cái tim nóng. Ăn tim nóng chứ. Ăn cùng luôn. Trời ơi. Ngon. Phải nhai thật kỹ. Dịu không anh, dịu? Nuốt thật sâu tại vì cái nước sốt nó rất là ngon, thơm. Đúng kiểu của nướng của Nhật Bản. Dạ. Nước sốt gì? Teriyaki. Teriyaki. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình tới heo. Dạ. Heo cuộn măng tây đi. Xuất sắc. Rõ ràng là khi mà ăn những món thịt kết hợp chung với rau củ là nó tuyệt hảo luôn. Dạ. Nó không bị ngán, không bị ngấy. Nó tăng cái tầng vị của mình lên nhiều cái nấc khác nữa. Ngon lắm. Dạ.
heo rất mềm, măng tay không sơ nha, rõ ràng bếp chọn măng rất kỹ. Em thích cái phần sốt ướp khi mà nướng bếp ấy lên thì rất là đều, tim làm rất là sạch nha. Ăn không có mùi, không có cảm giác là nó bị hôi á. Mùi nội tạng. Ăn rất là thích. Rồi bây giờ đây là thịt gà đúng không em? Dạ. Gà trước. Dạ, anh phải gà trước. Thịt ha, thịt trước ha. Dạ, rồi. Lại một lần nữa. Trời ơi, nàng sốt ấy đã làm lòng tôi vương vấn. Nước chén cơm trắng ngon rồi. Ừ đó. Rồi tới sụn gà nè em. Dạ. Trời ơi, ngon quá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với món lương nha quý vị. Món lương này hoàn đáng cái phần này, không phải sô-cô-la đâu. Sốt đó. Teriyaki còn là tiêu. À, tiêu. Tại sao phải để tiêu riêng một bên, không rắc lên luôn em? Dạ, tùy người, có người thích ăn tiêu hơn. Ha. Dạ. Mời bé. Dạ, em mời ạ. Anh có thể ăn với dưa leo bào nha. Dưa leo bào? Dạ, đúng. Mình phải quớt thêm một miếng sốt vô nữa. Cái cảm giác khi mà cắn vào miếng lương nó cực kỳ mềm luôn. Mềm tan ra ha. Xong cái mình được tiếp xúc chung với cái mát mát của dưa leo bào á. Dạ. Miếng lạ đúng không? Lạ đúng không? Cái vị nó đầm lại, dạ. Nó không bị quá gắt. Chị Di ơi, mình còn không em? Dạ. Còn. Ok, dạ. Rồi chúng ta lên món tiếp theo nào. Lẩu lòng bò. Yeah, xuất sắc, giống như là phá lẩu của Việt Nam mình vậy đó. Dạ 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 đúng. Dạ. Mình bỏ củ trước đi ha. Dạ, để đúng cho rồi. Màu màu chín mình bỏ củ trước đi. Cái lẩu này là em bán là dành cho hai người. Dạ. Có thể sẽ kêu thêm udon mình ăn thêm nữa, ăn mì đó. Chà, sôi lắm rồi nè, cả nhà ăn thôi. Rồi, em thử nước dùng xem vừa chưa? Đúng rồi. Em mất nước chứ. Phải xem là cái nước dùng nó như thế nào. Thôi, để anh tự lấy cho, cảm ơn em. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn đi. Ổn. Anh thử cái nước thử hen. Ok. À, hương thơm dịu nhẹ. Có một chút xíu nồng kiểu ngọt ngọt của miso. Hồi đầu á, khi mà món này em nghe anh Phở bảo là mang món lẩu lòng bò ra, em hơi dội. Tại sao vậy? Em thấy nặng bụng quá. À. Em cảm giác là nhiều gia vị và nội tạng. Nhưng mà khi mà ăn á, hấp cái phần nước á, thì cái phần nước nó rất là thanh, gần như là không có nêm quá là nhiều gia vị trong đó. Còn nói đến nội tạng lẩu lòng bò trong này thì làm rất là sạch. Bên em chỉ chọn những bộ phận nào mà không có làm cho người khác nghĩ là cái món lòng nó sẽ bị hôi hay cái gì đó. Em chỉ chọn những bộ phận mà sạch nhất. Sạch nhất. Dạ. Rất sạch và rất là giòn luôn mọi người. Wow. Dạ. Phần dạ dày làm rất là sạch và rất là mềm luôn. Dạ dày không bị dai. Kết thúc xong món lẩu rất là ấn tượng này thì chắc là chúng ta tráng miệng thôi hả? Dạ đúng. Không biết là tại nhà hàng phong cách Nhật Bản Nori sẽ có món tráng miệng như thế nào đây? Dạ. Wow. Wow. Dạ. Đây là kem vani đậu đỏ kèm mochi ha. Kem vani đậu đỏ? Dạ. Đậu đỏ mà, mang lại may mắn đây. Đó, hay mà cả nhà. Dạ. Và đây là viên mochi ha em. Dạ đúng rồi. Dẻo dẻo. Rất là ngọt ngào. Ôi, những sự mặn mà nãy giờ đã được xua tan bởi hương vị kem mát lạnh, ngọt ngào. Ăn viên mochi nè. Dẻo như bánh trôi đó. Thường cái bánh trôi của mình á, mình làm nó sẽ tròn. Và nó sẽ
giống như là nó nhẹ hơn, cái này này nó sẽ dày hơn. Dày hơn. Này dày hơn. Còn bánh trôi nước mình sẽ em thấy em thích cái bánh trôi nước hơn. Cảm giác cái này giống như cái bánh dày của mình á. Ờ, giống bánh dày kèm cả. Bây giờ phở nè. Dạ. Giỏi quá rồi. Làm lĩnh vực nào cũng thành công hết. Trời ơi, không nói thành công thì em chưa dám nói thành công. Nhưng mà hôm nay rất là vui khi mà ngồi cùng với anh em ở đây lâu ngày không gặp, với lại người bạn mới nữa. Và ngày hôm nay Chanulu cảm thấy là ưng ý nhất là món nào trong cái thực đơn nãy giờ phở đã mời mình nè? Thực ra món nào cũng ấn tượng. Nếu mà để mà em lựa một món thì cũng hơi khó. Tại vì là thực ra cơ bản là những cái món ăn nãy giờ khiến cho em bất ngờ ở chỗ rằng là cái sự lựa chọn nguyên liệu và cái sự kết hợp giữa những cái nguyên liệu với nhau. Giống như sashimi đi thì cá hồi, cá ngừ rất là quen thuộc. Nhưng mà nhà hàng dùng cá ngừ gọi là maguro, là cá ngừ quay xanh á. Thì đó là một cái mà em cảm thấy được là nhà hàng rất là để tâm vào món ăn. Hay là món bò wagyu thì sẽ có cái phần muối chanh thanh niên. Cũng là một trong những cái mà em cảm thấy là ít nhà hàng nào có. Thì để em lựa món thì rất là khó. Nó rất là đồng đều với nhau. Và hồi nãy lúc mà em coi menu á, thì thật ra nếu mà mọi người đi ngang ở đây, mọi người sẽ hơi dè chừng. Tại vì cảm giác là sang trọng nên là sẽ đắt tiền. Nhưng mà em có giá thì rất là ok. Tầm trăm mấy thì đến đây ăn luôn. Cũng như bao nhà hàng khác mà lại có một cái view rất là chill. Ngồi nãy giờ em cứ ngồi em cứ nhìn ra bên ngoài. Xin cảm ơn nhà hàng Nuri Modern Izakaya. Và chúng ta sẽ cập nhật địa điểm tại nơi đây để quý vị khán giả cùng đến đây. Địa chỉ tại đây là 114-114A đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là nhà hàng Nori Modern Izakaya. Và kính mời quý vị sẽ tiếp tục theo dõi chương trình Quán ăn Hạnh Phúc được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và rất cảm ơn trang thông tin điện tử showbiz.vn đã bảo trợ truyền thông cho chương trình. Và một lần nữa xin cảm ơn nhà hàng Nori Modern Izakaya đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay. Và bây giờ thì Chanulu, phở đặc biệt và hoa đá bơ xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Hai con cũng được. Ba con. Em nhường anh con này luôn nè. Nào, ngu anh xinh yêu ơi, ăn thôi. Đúng là bố mỉm sữa có khác ha. Biết mấy cái chen đó. Độ tuổi nào cũng ăn được. Đúng rồi. Em bé hay là người già, lớn già. Lớn tuổi. Mình dùng từ lớn tuổi anh. Sao mà mình tự xài xế mà nói sao không được. Miếng ăn ngon là tôi vui rồi. Anh giỏi đó ta. Không khó coi, Bé ơi. Đón xem Quán ăn Hạnh Phúc được phát sóng vào tối thứ bảy hàng tuần vào lúc 19 giờ trên kênh HTV7 và 19:30 trên kênh YouTube Be Food Travel.